Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay là một chương trình hội viên cũng giống như những lần trước. Uyên Quỳnh rất là vui khi nhận được rất là nhiều sự yêu thương và ủng hộ của những anh chị hội viên và những người tham gia chương trình. Với chương trình hội viên, Uyên Quỳnh hy vọng trong tương lai sẽ được nhân rộng ra và sẽ mang lại hữu ích thiết thực dành cho những anh chị độc thân đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh hy vọng chương trình này sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười cho các anh chị. Và nhất là các anh chị khi tham gia chương trình cần phải tìm hiểu cho thật kỹ. Mặc dù mình có rất là nhiều cơ hội để đến với nhau nhưng mà cũng cần phải tìm hiểu cho thật kỹ. Và các anh chị nào muốn đăng ký chương trình vui lòng gửi tin nhắn vào số điện thoại trên màn hình Quỳnh. Thật ra thì sắp tới Uyên Quỳnh sẽ đi về Việt Nam nhưng mà trong số những anh chị tham gia chương trình đó thì nói biết chắc là Uyên Quỳnh khi về Việt Nam sẽ phát gạo cho những người nghèo. Đây là phát động của anh Châu ở Tắc Xịt. Anh ấy biết rằng khi Uyên Quỳnh về Việt Nam thì sẽ phát gạo cho người nghèo. Cho nên anh ấy nói Uyên Quỳnh ơi, khi em phát gạo thì cho anh hưởng ứng phong trào với. Nhờ có anh Châu phát động phong trào cho nên thì chính là giờ Uyên Quỳnh sẽ phát gạo cho những người nghèo. Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn những anh chị hội viên, những anh chị tham gia chương trình đã ủng hộ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình hội viên hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ rất là thật lòng của anh những anh chị hội viên. Có những anh chị tới nay vẫn chưa tìm được người yêu thì nay các anh ấy sẽ chia sẻ lý do sao mình vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nào, mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình hôm nay nhé. Anh Lê giống em đó hay gì ạ? Anh không nhớ anh nhớ này không? Biết cái này học đi. Xin lên, để ta nhớ nhớ đúng không? Nhiều mới thấy. Nhưng mà không biết cái dùng này dùng nọt, như là nọt thì phải. Nọt chăm tắm mà. Chưa. Anh, em phẩm quá anh. Bữa nay thấy nhiều thấy thấy vài người lạ quá, chưa biết hay chưa biết chi tức mặt. Dạ đúng rồi, có nhiều người lạ lắm tại em không vô. À, em hỏi anh nè, tại sao anh ở Việt Nam em cho số nhiều mà anh không trả lời người ta là sao? Có trả lời mà có không, có gửi tin nhắn mà Zalo của anh chẳng kết nối hay sao mà các bạn không được. Ừ, chắc nhiều khi vừa về Việt Nam vậy nó bị sao. Bây giờ em Việt Nam hả? Vui nha. Dạ mà có em về là gặp ảnh nè. Cho nó nên nói là giờ nhiều người về Việt Nam lắm luôn á. Tôi có lần là tính là tính là đi Việt Nam là cách đây là khoảng 10 năm trước rồi, 10 năm rồi. Dạ. Yeah. Anh họ tên giống em phải không? Đúng rồi. Họ Lê nữa phải không? Em thấy anh này đẹp trai nhất nhóm mà em thấy cái đó này đâu có được đâu em. Cao quá. Không có đâu, đâu có đâu, trời. Mình bạn bè mà cái gì đâu mà cao đâu bất gì đâu. Người ta cái gì sao quá được không? Anh hỏi thăm luôn đi. À, bây giờ sẵn với em giới thiệu là anh đi, anh tên gì, anh đang ở đâu, anh bao nhiêu tuổi? Thôi em đó, em nó khoảng 4 năm rồi, bây giờ nó ngại rồi, bây giờ em bắt em phải động lực, nó ngại lắm. Có nhiều cô anh nói với nhiều cô mới đó, bây giờ cô mới đâu biết anh đâu. Em không biết nữa. Bây giờ video của anh là số giấy nhớ lắm, 2345. Hả? Hồi nãy chị hỏi anh đó. Vậy hả? Ai hỏi? Dạ, có người hỏi 2345 đó. Ờ vậy hả? 2345 đây. Chắc là chị đi cùng anh. Bằng siêu một tiếng đấy. Anh nhưng mà anh về Việt Nam anh có lấy số Việt Nam không hay là xài số Mỹ thôi? Thì anh có cái số Việt Nam chứ phải về đấy, ví dụ mình phải có cái số Việt Nam để gọi chứ. Số Mỹ sao gọi được? Vậy hỏi anh nhắn số Việt Nam của anh qua nha. Để cho anh đang ở tỉnh thành nào vậy? Bên này, anh chị em có công việc em rời nhóm nha. Bữa nào nói chuyện tiếp. Sớm vậy đó hả? Dạ, hôm nào em có công việc tí. Chúng ta mới vô nó cày rồi. Rồi em giới thiệu em kìa, để cho anh biết em là ai. Ê, chị giới thiệu. Anh họ Lê giống em phải không? Ừ, họ Lê giống em rồi. Em tên gì? Em Lê Cúc. Thấy chắc là trên cái group của mình đúng không? Dạ. Em mình mặt rồi, em thấy Lê Cúc mình không biết, chưa biết em. Dạ, tại chị trên đó nó ác quá. Chị cho luôn được rồi.
Anh hiện tại là anh đang ở thành phố nào vậy, tỉnh nào vậy? Anh ở Nha Trang. Ở Nha Trang hả? Đang ở Nha Trang hả? Rồi hổng rồi anh về có đi du lịch đâu chưa? Anh đi Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang là thứ ba. Đi cũng nhiều nơi ha. Em vô nhớ ông Thanh là đẹp trai nhất nhóm mà em quản cái bạn không được thôi. Mà em tên gì mà em nói em kết bạn với em không được, em không biết. Dạ tên em tên Diễm Trang. Diễm Trang. Diễm Trang từng từng lọt mắt chưa có ai kết bạn với anh tên Diễm Trang. Em nói xạo rồi. Hình như là không, anh chọn cái chế độ là không lọc, cái chế độ là không không thấy cái bạn nữa đó, không thấy cái bạn không có được đâu. Ồ vậy hả? Chẳng biết chẳng lọc lắm rồi, bữa nào anh coi lại coi, chẳng biết. Chẳng biết cái nó. Cái bạn quay mà biết nữa nghe. Ồ em ở đâu? Dạ em ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam anh. Ồ vậy. Dạ em là giáo viên cấp 3. Tam Kỳ, Quảng Nam. Quảng Nam thì gần Đà Nẵng này ha. Thì đúng rồi, em là gốc Hội An đây, em là gái Hội An đây. Ở Hội An. Dạ đúng rồi chị. Chị em có mấy người bạn làm hay cũng ở Hội An. Dạ. Từ Hội An mới, em dễ thương. Cái giọng á, nghe em nhẹ nhàng. Còn em, còn cái người mới nói là tên gì em chưa biết luôn. Dạ em tên anh Tiên Quỳnh. Hả? Có vô nhà họ? Có, bữa anh chê em ha, buồn ngủ hay gì em cười. Chê em anh buồn ngủ á. Mà tại cái hả? Anh có phải là cái này không? Đúng không? Đúng rồi anh đó. Em thấy anh kết bạn thì anh vẫn kết bạn là bạn bè thôi, có gì đâu. Đừng chứ đâu mà còn kêu kết bạn không kết bạn đâu, đâu có ai kết bạn. Chẳng là chẳng hàng người ta không vô được. Chẳng nhưng mà gửi tin nhắn vẫn còn được. Chẳng tin chẳng người kết bạn nhưng mà gửi tin nhắn vẫn coi được á. Mà đa số là nhắn tin đều đọc tin được hết á. Tại vì giống như điện thoại của em là cũng chẳng giống như anh á, nhưng mà ta gửi vô em đều coi được hết tin nhắn mà. Ngày xưa em học chị Giang được nhớ. Anh mới chưa được nghe Vinh hát, bây giờ Vinh hát nghe bài. Chờ em về Việt Nam đây rồi em hát cho bài sinh nha. Nhớ nha. Mấy mèo làm thấy em đang thành công quá trời. Dạ. Yeah. Em nhận mắt tay quá, em mắt tay với ai, em chẳng chịu mắt tay với anh để chơi. Anh nha, cái đó là anh không có trách em nha, anh trách anh nha. Em biết là em đã cho anh, biết bao nhiêu số điện thoại mà nói bên đây là em không nhớ luôn á. Nhưng mà em phẩm giác không được. Tại sao tới đây anh dẫn cô đơn của anh khó tánh quá không? Anh đừng nói là anh không có nha, anh không có ai tin đâu. Không, hiện tại giờ thì chưa có ai học với anh hết. Tại sao không hợp? Anh nói cho em một vài lý do coi. Cứ mấy con nhiều khi mình đối với anh thì ấy, nhưng mà có những người đến với anh thì ta hay còn vướng bận em. Ví dụ vướng bận về vấn đề con cái này nọ thì anh lại không muốn như vậy. Anh muốn bây giờ nếu ai cũng lớn hết rồi thôi giờ. Nếu mà đến với nhau thì có thời gian để dành cho nhau thôi, chứ hoàn toàn không bị chi phối được bất cứ một cái gì hết. Thì với anh thì anh chỉ cái tiêu chí của anh nó chỉ như thế thôi mà, anh chỉ không ra. Thì đa số là gì còn vướng bận cái gì đó. Đơn giản một cái vấn đề của anh là anh nói là em nhận ra liền. Cái vấn đề của anh muốn người bạn của anh cùng anh đi du lịch nghỉ ngơi thôi phải không? Không cần thiết phải là phải đi du lịch nữa. Mà có thời gian để lo cho nhau, không còn vấn đề bất cứ vấn đề về cha mẹ, để lo cho cha mẹ hoặc lo cho con cái thì cái đó là cùng chung về.
Vậy thì hai người cùng về lo. Nhưng mà bây giờ lớn anh, bây giờ anh cái tuổi của anh được lớn mà giờ anh chẳng, mình không có đủ sức để lo cho người khác nữa. Bây giờ mình nghe nè, anh nói cho chị Ken nghe nè. Tất cả những bạn ở trong chương trình này á, anh cũng được phải gia đình đó. Tất nhiên là người ta hạnh không còn. Đó. Vì nếu mình thực sự mình thương người ta thì mình cũng tồn tại cùng mình để lo lắng. Chứ không kiếm một người mà con chắc cũng phải khó. Thì anh nói cho nghe, em nói nghe về nè. Ví dụ như con cái nó lớn không phải là con cái nó lớn, nó ví dụ đủ trưởng thành rồi. Nhưng mà ví dụ con cái còn bé quá thì không có mình khó lắm anh Long ơi. Nói vậy chứ mà nói là khó mình phải lo cho nó. Khó nó không dễ đâu, vì lâm ra cái từ đó nó sẽ lâm ra nó có nhiều chuyện sau này nó xảy ra, nó khó lắm. Thành thử ra ngay từ đầu thì mình nên chọn người nào mà đại khái là không có vướng bận gì cả. Hai cả nhà vừa bị trễ. Hai chị ai vậy? Nhưng theo anh nghĩ á, tại vì á, nếu em chỉ có người lớn tuổi ha, cho bạn thở em hoặc nhỏ hơn em 1 tuổi thì tất nhiên con gái của người ta đã lớn hết rồi. Đúng rồi. Thì chung người ta không có bạn nữa. Ví dụ như em kiếm một người, ví dụ ăn mấy bố ơi, đúng không? Tất nhiên là những đứa con của người ta sẽ tự hỏi người ta phải có bộ phận rồi. Yeah. Em cũng kiếm đâu có kiếm trẻ anh Long, em kiếm tầm 45 thôi chứ đâu có trẻ quá đâu, nhưng mà người ta cũng có được những người mà không phải nói em nói nghe nè, đa số những người mà em để ý em tuy nhỏ cũng những người mà tao muốn kết bạn với em thì chào các anh chị trong nhóm nha. Chào tao nghe. Cái dạng tuổi đó anh một cái anh biết một cái là con còn rất nhỏ, cao lắm khoảng từ nếu mà khoảng từ mấy tuổi rồi đó, tất nhiên người ta phải có một phần chăm sóc rồi. Dạ. Nếu mình thương người ta thực sự thì nhà hoàng á cũng lo cho mình đó, thì mới nhận chồng nó hạnh phúc đó. Chứ mà anh kiếm là người mà không có gia đình á thì ở trên nước ngoài cũng có cho anh thật không, nhưng mà rất ít đó. Người ta không có gia đình thì người ta không kiếm mạnh gì hết đó, thì tất nhiên những người đó thì người ta còn trẻ đó. Ít khi nào mà có người là khoảng 40-50 thì khi nào mà chưa có gia đình cũng ít ít. Dạ, yeah. Anh Long nói cũng đúng rồi, cũng tính nói với anh đó, nếu mà chọn cô trẻ thì sẽ còn vướng bận con cái. Như là anh nãy nói là khoảng 40 thì cũng tuổi như em, nhưng mà tuổi như em thì em cũng còn con nhỏ đó, 10 mấy tuổi đó, 10 tuổi đó. Cho nên á, lớn tuổi chút thì mới là rảnh rang được. Mà anh chọn ai vậy giờ thì người ta có gì, anh người ta cũng có con với anh nhỉ? Anh giờ đâu có con được nữa, nên anh giờ hết chứng rồi. Anh đâu có cần một cái chứng. Các anh chị đều luôn mạnh khỏe vui vẻ nha, thật nhiều hạnh phúc. Lần đầu tiên gặp em tên này, em tên gì? Dạ em tên Linda, em mới vô. Mới vô hả? Dạ. Mới tin hả? Mới tin hả? Dạ. Tin rồi mới vô tuần này. À, cái gì là hình thức là hiện Houston hả? Dạ, mỗi lần là đi Houston là cũng đi ngang qua đó. Lúc trước là đảo cho nó sinh á. Dạ. Mà con gái nó chuyển về cái này cũng hả? Cũng hả đâu. Cái gì nó kẹt xe đi, một chiều nó kẹt xe cực khổ, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà anh không có đi, anh không biết đâu, tại vì sáng ngày thì hôm sau là tối về, sáng thì trời sáng tối về thì ngày nào cũng giống như ngày đó, không đi đâu, anh kia không biết đâu chứ. Nó là người gì? Nó là người gì? Bán trà sữa. Bán gì? Trà sữa chưa có được lý trở mới cái người có mấy người cứ đòi đi hoài ra ra đủ cái gì hay hầu như hát karaoke cũng được, nhưng mà hát chay không có thuộc bài, chị không có nhớ bài. Wow rồi bây giờ
ảnh đang đi về Việt Nam chơi, nhưng mà tới chừng nào anh chở qua? Chẳng mà anh nói chuyện sao anh tới xong, anh tới xong rồi qua. Dạ, nhưng mà tới đúng rồi. Tới ngày mấy? Bây giờ anh đang ở Việt Nam thì để hưởng Tết Việt Nam đi chứ. Ừ. Qua là anh chi được á. Đúng rồi. Dạ. Về tới đó thì mình ăn Tết với Việt Nam xong là... Tết. Với là cái nghề nào của mình nghe rồi mấy tháng rồi tệ quá, chán quá. Dạ. Tháng này là buồn, tháng này hơi giá. Tháng này lạnh thì tự ban nào cũng thế. Thì nó nhiều khi mình mất công đi làm cả ngày mà được làm được có một hai người khách là thấy nó không có bỏ công. Thôi, đi sẵn thôi đi chơi cho rồi. Đúng rồi, đúng sáng này đi chơi là chí lý. Cái này là em cũng xin ủng hộ anh. Làm bông sáng đó chị. Ừ. Anh Hen Ghi mới vô nè, Hen Ghi hát bài đi. Vô trễ quá vậy. Anh vô trễ quá vậy. Trời ơi, mới vừa lên tới trên tiệm đây, mới vừa lên tới tiệm đó. Vậy đó hả? Chào Hen Ghi. Chào mọi người. Hen Ghi hát bài đi. Trước khi kết thúc, dễ quá. À, giờ hát để đi ra ngoài xe, có cái video ngoài xe, hát ngoài xe mới được, chứ hát ở trong này cũng được, trong tiệm mà sao hát. Rồi đi ra. Cắm đầy vậy chứ, camera cắm đầy, đầy điểm hết trơn. Rồi đi ra hát bài đi. Ra xe. À hả, vô trễ quá à, hát bài tặng mọi người trước khi kết thúc. Giờ hát bài gì ta? Hát bài gì sắp tới rồi, hát bài gì vui vui á. Để ra xe nha, à. Đi vào trong tiệm không được, trong tiệm gắn camera lại đi xem. Mấy gì có camera trong một. Sao Tết này anh về không? Tết hả? Qua Tết mới về, chứ giờ Tết không về được. Sao vậy? Nhiều người ở Việt Nam ừ. Lắm luôn rồi đó. Em gì là đầu tiên em mình gặp nhau như này? Hai em, yeah. Henry có biết anh này không? Ủa anh ai? Chưa, mới mới biết ảnh thôi chứ. À, mới lần đầu gặp chưa biết. À, lần trước anh vô Henry không có vô. Sorry, anh tên gì? Tên Ken. Ken? À. Ok, Ken. Ken đang ở đâu Ken? Ken đang ở Texas. Ồ, Texas hả? Texas. Texas mà, ngoài Texas giờ đang ở Việt Nam. Ồ, Texas đang ở đâu? Ở gần Austin thôi. Ôi trời ơi, tôi đang ở tỉnh nè. Ở tỉnh Sài luôn kìa. Anh đang ở tỉnh anh ở đâu? Ở Samarkand á, ở Samarkand. Ồ, Samarkand cái gì? Đúng rồi, trong cái gì ở đây không á? Samarkand là phi trường đi lên, xa. Ở đây lên trên Samarkand trong 1 tiếng, 2 phút, tiếng 15 phút. Không tới, Austin lên tới đó, còn 45 phút là tới rồi. Vậy là gần có phi trường rồi. Phi trường gì? Phi trường nào? Austin á. Phi trường Austin á. Qua nó xa chứ. Ủa sao mà có là cái chỗ á? Sao mà có cái chỗ cái gì mò đó hả? Mò sao mà có đó đúng hả? Rồi, cứ ao lệch mò. Ao lệch mò à? Ao lệch mò à? 45 phút. Ờ, nếu mà không chạy thì 45 phút. Đúng rồi. Tao thao đi lên. Ok anh. Nice to meet you anh. Nhiều chú, bữa nào có nhiều không mở bên trường, có chừng mấy mốt đi học trận biết làm để gặp nhau. Chắc vậy. Tôi thì đi anh chắc tuần lễ mới có mặt ở ngoài đó một lần à. Tuần lễ đi chơi. Tôi cũng vậy. Nhiều khi gặp nhau, giờ biết ra trên này. Ủa anh cái bệnh này, tin là làm mấy năm dù sao á. Ai? Hỏi anh làm nail à? Làm nail nhưng mà tại vì mình không có rành đường lắm cho nên mình không biết cái dùng này là dùng gì luôn á. Ở nhưng mà không biết cái dùng mình dùng này dùng nọt như là nọt thì phải. Nọt chăm tắm mà. Chưa. Tại đi làm có ngày lo đi làm nhưng mà không có để ý, dùng miền nghĩ trên chỗ nào có tiền nhiều là làm thôi à, không có dùng, không có miền. Ở trên đó không à? Biết, không đi. Rồi bây giờ ca bài gì đây? Đang sợ đang biết ca bài gì đây? Tình bơ vơ đi cho họ biết tâm trạng của mình.
Dạ, ca mấy cái bài cũ quá thì học có ấy, mà ca mấy cái bài mới thì hả cũng là hot ở bên Việt Nam. Ca mấy bài nào mới mới? Dạ, yeah, nghe nhạc rồi đó. Bên chị nghe không cái bài này chưa? Tại vì không có thuộc lời đâu á, tại vì là mới biết cái bài này nó đang có ở Việt Nam thôi chứ không có thuộc lời đó. Nhưng mà hôm nay nghe nhạc rồi đó, mở lớn lên chút. Nghe nhạc không ta? Ủa mấy chị mà nó có nghe nhạc không? À, không nghe. Giờ chưa nghe. Nhỏ nhỏ quá, lớn rồi mở lớn lên chút. Đúng rồi. Nghe nhạc chưa? Chưa nghe nữa. Nghe nhạc được không? Vì sao rồi không nghe vậy? Không nghe luôn rồi, tắt luôn rồi, không nghe. Không nghe nhạc, kỳ vậy ta. Chắc là cái internet không đủ. Sao? Ngồi trong xe, cái mic thì nó connect qua cái phone khác, và cái xe thì nó connect qua cái xe. Quay cái phone nó khác nhau, nó nghe là kỳ. Sáng bị yếu rồi. Nghe chưa? Nghe có nghe nhạc không? Nghe tiếng hăng rì thôi, không nghe nhạc. Trời ơi, khách có biết thì cũng như không. Không có làm được gì hết. Vậy là khán trai luôn rồi. Hát thử đi, hát thử rồi. Thôi khán chạy đi. Trời ơi, vậy là khán trai luôn rồi. Nghe nhạc thế nhưng mà nhỏ. Ăn mặn, khán trai thôi. Gì vậy ba? Rồi vậy là tính buôn biết này là vô xe hát lâu lâu hát bài lâu hát bài lúc cũng đừng gì hết. Bây giờ cả trai luôn đó. Cả trai đi mà. Có ngoài hát gì nghe nhạc được. Hồn hồn sạch mình là chẳng đơn cánh tay luôn. Hoặc mà thì em cho nó cũng đi. Tình mẹ lời hồn hồn đến nghe lời. Đồng lòng người hãy đâu có hay trời ban ánh sáng để dẫn em về đúng lối, mình ban tiên nắng như cơn sao còn tan tôi đi, một ngày em không thể thay đổi, nhìn về anh người chẳng tiếng em lẻ loi. Hết chưa? Hay chưa hay quá. Cái này là ca trai nhạc luôn, tự tưởng có nhạc. Đúng rồi, cái bài này nghe giờ nghe hát nhiều lắm. Cái bài này nghe giờ hát. Đúng rồi giờ. Cái gì đâu đâu. Sao sao trên mạng ca trai luôn, đã thấy hát rồi thấy ấm lòng rồi nha. Thank you. Hát không biết nữa là không biết sao luôn ha. Nhật một nhìn qua suối đồng hình nhà thằng buồn em ơi. Trong người vội văn nhân nơi tình ơi tình ơi tình em còn đau rồi. Lần nhìn bờ vai xưa đường đồng tình hồi lần câu trước. Lần mình mong trong lòng luôn nhớ đừng đi đừng đi đừng đi con mưa. Trời bằng ánh sáng bằng thắng thức để dẫn hết về. Người mang chiến thắng những cơn sóng của họ, tâm tôi như vậy.
một mai em lỡ mất ngã trên người thay đổi, nhìn về em trong những anh lẻ loi. Rồi hả? Hát hay nhưng mà vô trễ quá. Bác sĩ hát hay nha. Anh này nghe còn thì có nhẹ nhưng mà sao tự nhiên vô bị vô anh vô mắt thì nghe ca trai luôn rồi sao? Ca trai mà hát hay vậy á. Đó. Tại vì mấy lần trước ca trai á mấy anh chị không có nghe, cái giờ đi sống dây đề vô trong xe ca ở nhà thì có dàn karaoke á. Thì karaoke ở nhà thì tự ca thôi, ví dụ khi đâu có ca được live show đâu. Bây giờ lại trai luôn. Trời ơi, sao ngộ vậy ta? Sao nó không kho nét được tí ha? Có nhiều người hát ra nhạc nhiều người hát. Giờ đi ca lẻ mà không có ca sĩ nữa. Ca lẻ một hai bài nè, chứ hồi xưa ca sĩ ca chục năm năm bảy bài rồi, chứ giờ ca lẻ không phải ca sĩ nữa. Ca hết nổi rồi. Ok, bây giờ mình ngưng ở đây ha. Có gì em sẽ thông báo lại cho các anh chị sau nha. Để em coi. Ok, rồi chúc anh chị có buổi tình vui vẻ nha. Happy New Year nha. Happy New Year.